Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 7 âm lịch 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Quý Hợi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị! Quý vị có biết rằng may mắn hay xui xẻo, giàu sang hay nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện thì đều có một điềm báo nhắc nhở bản thân chúng ta. Vì thế mà có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung hóa cát, nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhất là khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023, các thầy tử vi đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 về vận trình của bản mệnh có nhiều biến động, cục diện tương xung thái tuế, khó khăn ập đến, tiểu nhân xuất hiện, vận đen đeo bám. Nếu quý anh chị tuổi Quý Hợi làm được điều này thì sẽ cải biến được số mệnh, giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, giàu sang phú quý bùa vây, tài lộc ngút ngàn, giàu sang ba đời ăn không hết của. Vậy cụ thể ra sao, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được vận may thì xin mời quý anh chị tuổi Quý Hợi cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây nhé. Tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu tậu xe xịn, giàu sang hết phần thiên hạ, nếu biết được điều này. Heo là con vật cuối cùng trong 12 con giáp, thế nên nó là con vật kiên nhẫn vì nó phải đợi tới lượt mình. Người tuổi Quý Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu, họ thẳng tính và trung thực. Luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác, đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Mặc dù những người tuổi Quý Hợi không phải là những người chậm chạp, nhưng họ là những người thích sự thanh thản, sung túc. Trong 12 con giáp thì con lợn được cho là con tượng trưng cho sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi Quý Hợi thường mơ ước được sống một cuộc sống dễ dãi xa hoa, nhưng những điều đó không nhiều để dành cho tất cả họ. Biết thế nên họ đã cố gắng theo cách của họ để có được những thứ mà họ mơ ước. Những người tuổi Quý Hợi thường là những người sống tình cảm và yêu gia đình, nơi họ ở thường ấm cúng, thoải mái, thân thiện, tuy nhiên cũng khá bề bộn. Người tuổi Quý Hợi không có nhiều tham vọng lắm, đến mức phải đạp đổ người khác để tiến lên, họ cố gắng để được thành công, nhưng không muốn người khác phải trả giá, họ là những người chậm chạp, nhưng trung thành với công việc và sẽ làm tốt việc của mình, họ là người tỉ mỉ và là người có thể trông cậy được. Đây là một đặc điểm hữu ích nếu xét về mặt quản lý. Người tuổi Quý Hợi khá điềm đạm, không thích cuộc sống bon chen. Do đó, những nghề nghiệp mang tính chất cạnh tranh đều không phù hợp với họ. Ngược lại, những ngành nghề phục vụ lợi ích cộng đồng sẽ tạo cho họ một môi trường làm việc thích hợp và sự hứng thú cao. Người tuổi Quý Hợi thường rất ham học hỏi và luôn cố gắng hết mình trên con đường học tập. Điều này có thể giúp họ rất nhiều trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu. Người tuổi Quý Hợi được đánh giá là rất mát tay, vì vậy các nghề như thú y, chăn nuôi hoặc ngành lâm nghiệp cũng rất phù hợp với họ. Đây là những công việc giúp họ có được cuộc sống bình lặng như mong muốn. Điểm nổi bật của doanh nhân tuổi Quý Hợi là tính cách ôn hòa. Điều này cũng thể hiện trong công việc kinh doanh của họ. Họ không thích tham gia vào môi trường làm ăn có tính cạnh tranh khốc liệt. Tuy không thích sự gò bó trong công việc, nhưng họ cũng ngại khi phải đối mặt với những kế hoạch làm ăn có tính mạo hiểm. Trong kinh doanh, doanh nhân tuổi Hợi thường duy trì các mối quan hệ một cách hài hòa, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn hàng khi mà gặp khó khăn. Người tuổi Quý Hợi trung thành và giỏi giao tiếp, điều này đã mang lại cho cuộc đời họ nhiều điều tốt đẹp. Họ thường làm việc chăm chỉ, nhưng nhiều khi lại làm qua loa đại khái. Vì vậy, lời khuyên dành cho những người này là nên tìm người có tính cẩn thận, biết suy nghĩ thấu đáo để hợp tác trong công việc. Trong lĩnh vực kinh doanh, họ nên xem xét kỹ càng trước khi mạnh dạn đầu tư vào dự án nào đó, vì chỉ cần bất cẩn một chút là họ sẽ bị thua lỗ lớn. Nếu người tuổi Quý Hợi biết cách xử lý tình huống tốt và vượt qua được những thử thách, thì nhất định họ sẽ trở nên giàu có. Đến một lúc nào đó, họ sẽ có được một khoản thu dồi dào. Nếu muốn đầu tư cho việc kinh doanh, thì lời khuyên cho họ là nên bỏ tiền vào lĩnh vực bất động sản hoặc chứng khoán. Người tuổi Quý Hợi có bản lĩnh không ngại khó khăn, gian khổ, luôn dũng cảm đương đầu với mọi thử thách, cám dỗ. Điều này giúp họ đạt được nhiều thành công khi theo sự nghiệp. Người tuổi Quý Hợi vốn có tài vận trời ban, bạn phải nỗ lực nắm bắt có thể bằng sự cần cù,
cố gắng của bản thân, cả đời bạn sẽ được sung túc, dư giả. Thế nhưng, nói đi rồi nói lại, dù bạn không có đủ tài vận, hễ vung tay là giơ được ngàn vàng. Song nhờ vào lòng tin và sự nỗ lực tiền của sẽ đến, bạn không chỉ dựa vào những cố gắng của bản thân, mà còn nhận được ân huệ người khác không sao tưởng tượng nổi. Bởi vậy, nhất định bạn phải chú ý đến mối quan hệ giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói chung, người sinh năm tuổi Hợi đều có tài lộc trời ban. Nếu như bạn đang kinh doanh buôn bán, tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, chọn đúng thời cơ rồi thì phải mạnh dạn đầu tư. Dĩ nhiên cũng cần thận trọng lựa chọn, nếu hơi sơ sẩy tiền tài sẽ bay hết, chỉ cần qua vài cửa ải khó khăn, việc kinh doanh sẽ ngày càng tiến triển tốt. Những người tuổi Quý Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng, họ hào phóng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển, họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ, vì họ nghĩ ai cũng giống họ, nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ, thì không có gì ngăn cản được họ. Người tuổi Quý Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Quý Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị áp bức đến đường cùng, họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác, sự chân thành và đáng tin cậy, quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong mọi người không chấp nhận những sai sót của mình. Người tuổi Quý Hợi được mọi người yêu mến do biết cách đối nhân xử thế hòa nhã, mềm mỏng, giống như người tuổi Mùi, tuổi Mão. Họ khoan dung độ lượng, luôn dịu dàng trước những lỗi lầm của người khác, vì vậy luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời họ luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè, họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Quý Hợi luôn muốn giúp đỡ tương trợ khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó có sai lầm của bạn, thì người tuổi Quý Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà dốc sức giúp đỡ. Người tuổi Quý Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng, tốt bụng không đòi hỏi nhiều, vì thế họ có rất ít kẻ thù và rất nhiều bạn, họ có tài nấu nướng và thường thích tổ chức tiệc tùng. Người tuổi Quý Hợi thường là người luôn có tình cảm nồng ấm đầy yêu thương, họ là những người của hôn nhân và gia đình. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Sang tháng 7 năm 2023 âm lịch, được dân gian quan niệm là tháng cô hồn, bản mệnh được quý nhân bán hợp che chở. Sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt, trục trặc, khó khăn trong công việc sớm được đẩy lùi, tạo thêm nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng lạc quan, tuổi Quý Hợi mua may bán đắt, thu về không ít lợi nhuận, dịp này có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn sự bứt phá bất ngờ. Vận đào hoa khởi sắc, có cuộc sống hôn nhân rất may mắn và hạnh phúc, đặc biệt là mặt tài lộc. Con đường sự nghiệp cũng như công việc của cả hai vợ chồng đều thuận lợi, thăng tiến, có nhiều cơ hội giúp cho cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 7 âm lịch, tháng Canh Thân, người tuổi Quý Hợi sẽ có được nhiều may mắn và nhiều tin vui trên con đường công danh, sự nghiệp. Bản mệnh có quý nhân bán hợp, chỉ lối soi đường, nên nhanh chóng tìm được hướng đi phù hợp với mình, cũng tiết kiệm được không ít thời gian và công sức mày mò. Tháng trước có nhiều vấn đề còn tồn đọng lại, nhưng mọi sự đều được bản mệnh giải quyết nhanh chóng trong tháng này, bản mệnh biết cách linh hoạt xử lý vấn đề, nên hóa giải được những khúc mắc trước đó. Điều này là nhờ quý nhân gợi ý, nên tuổi Quý Hợi mới nhanh chóng tìm ra được phương hướng cho mình. Cùng với những khó khăn được khắc phục là những bước tiến mới trong công việc mà tuổi Quý Hợi giành được, bạn gây được ấn tượng tốt với cấp trên, nên khả năng thăng tiến không phải là không có. Con giáp này, hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến, ý tưởng của mình đi nhé, bạn sẽ biết được thêm nhiều ưu thế của mình đó. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Quý Hợi. Thời điểm này, tình hình tài chính của bản mệnh khá tốt, con giáp này cần phải vững tin vào chính bản thân mình. Để quyết đoán hơn, không để lỡ thời cơ ngay trước mắt, con giáp này có lộc trời cho, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi.
So với những tháng trước đây thì là một thời điểm bội thu của tuổi Quý Hợi, lợi nhuận tăng vọt ở mức đáng ngờ. Nếu có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì hãy mạnh dạn tiến tới, bạn có thể đạt được sự bứt phá khiến bao người ngưỡng mộ luôn đó. Tuy nhiên, trong tháng có thương quan chiếu mệnh nên con giáp này cần phải làm việc cẩn trọng hơn, tập trung vào mục tiêu của mình. Đừng thấy làm ăn đang tốt mà lơ là chú ý, có thể bạn sẽ hụt mất kha khá đơn hàng vì sự sao nhãng của mình. Lục bạch bay vào trung cung, theo phong thủy thì tháng 7 âm lịch này, nếu để quá nhiều đồ đạc ở vị trí giữa nhà hay để vị trí này nhiều rác bẩn thì rất dễ mất tiền hao của, gia chủ nên chú ý. Về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi 2023, người tuổi Quý Hợi có thể sẽ đón nhiều tin vui về chuyện tình duyên của mình đó. Cuộc sống hôn nhân luôn đầm ấm, hạnh phúc, vợ chồng thấu hiểu đùm bọc lẫn nhau, bản mệnh vẫn tận hưởng những giây phút êm đềm bên những người thân trong gia đình. Về mặt sức khỏe. Tháng 7 này, tuổi Quý Hợi sức khỏe không được lý tưởng cho lắm, bản mệnh tự mình suy nghĩ tạo áp lực cho bản thân, nên dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, nên tìm cách giải trí cho đầu óc thư thái, đừng ép mình thái quá mà hại cho sau này. Theo thầy tử vi phương Đông, người tuổi này có thể tổ chức một chuyến du lịch cùng gia đình, đi đâu đó nghỉ hè để gắn kết tình cảm gia đình hơn nữa, cũng là để giảm bớt áp lực cho bản thân. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, đầu tuần này tuổi Quý Hợi có xu hướng tốt dần lên vào những ngày cuối tuần. Nếu như những ngày đầu tiên bạn phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp thì từ giữa tuần trở đi, mọi vấn đề dần được tháo gỡ, bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Chuyện tài lộc đến cuối tuần mới có điểm sáng, do chính tài phù trợ, bản mệnh nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình thì lại không được suôn sẻ, có những khúc mắc tưởng như đã được giải quyết, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhen nhóm là lại có thể bùng lên, cả bạn và người ấy vẫn còn để tâm quá nhiều đến những chuyện đã xảy ra. Quý nhân, Mùi, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Tuất, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 94, 03, 18. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Quý Hợi làm công ăn lương. Do những thành tích trong công việc, bạn được lãnh đạo đánh giá cao, nhưng chính điều đó lại trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân, kẻ đố kỵ sẽ tìm cách tạo ra rắc rối, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ngược lại, phương diện tài lộc phát triển khá rực rỡ đối với người làm kinh doanh và người làm nghề tự do. Bạn gây dựng được lòng tin với khách hàng đối tác nên ai hợp tác với bạn một lần cũng sẽ muốn quay lại. Tuần này, bạn có thể xem xét mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh của mình. Sau những tranh cãi liên tiếp xảy ra thì đến cuối tuần, chuyện tình cảm mới có dấu hiệu cải thiện. Bạn và người ấy quyết định bỏ lại quá khứ và cùng hướng tới tương lai. Những khúc mắc trước đó khiến hai người thêm hiểu và tôn trọng nhau hơn. Quý nhân, Mão, Dần, tiểu nhân, Dậu, Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá, đen, con số phát tài, 62, 06, 52. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tuần mới từ 16 đến 22 tháng 7 âm lịch của 12 con giáp đầu tuần, chính là thời điểm người tuổi Quý Hợi hốt vàng, hốt bạc. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình, đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn. Vì bạn đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua, thậm chí bạn tìm ra hướng đi cho tương lai của mình. Tuy nhiên, sao thiên cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả, bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống. Cũng không nên ôm hết việc vào người, nếu thấy dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đến cuối tuần, mọi việc dường như không được thuận lợi như khoảng thời gian trước đó nữa. Đặc biệt là với người làm công ăn lương,
Bạn quá kiêu ngạo nên thường xuyên khiêu khích người khác, không nghe theo những phân công của lãnh đạo. Con giáp này cần khiêm tốn, lắng nghe và học hỏi mọi người hơn. Chuyện tình cảm khá khởi sắc với những người đã lập gia đình, vợ chồng bạn hài hòa êm ấm. Quý nhân, Mùi, Thìn, tiểu nhân, Ngọ, Dần. Màu sắc may mắn, vàng, bạch kim. Con số phát tài, 38, 77, 90. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến 30 tháng 7 âm lịch. Có thể nói rằng, người tuổi Quý Hợi sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tuần này. Thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Căn cứ tử vi tuần này, sao tử vi cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian tới. Phương diện tài chính phát triển rực rỡ, đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương, được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định, vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, tím, nâu đậm. Con số phát tài, 82, 11, 23. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 7 âm lịch, đào trúng mỏ kim cương, lộc lá đổ về bốn phía, 10 người hết 9 người tìm được cơ hội làm giàu, đổi đời ngoạn mục, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm, trùng với tiết lập hạ, những chú heo sinh tháng này, thiên tinh thông tuệ, mẫn cán, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy nhưng vẫn không gặp ít khó khăn. Xét tử vi khoa học sinh vào tháng 4 âm, người tuổi Quý Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi việc, bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền, không loạn. Khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu từ tấm bé, con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, tuổi Quý Hợi sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Quý Hợi sinh tháng này khá bình yên, Hợi được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần ghi nhớ, khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông, người tuổi Quý Hợi sinh tháng này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì tuổi Quý Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh người tuổi Quý Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng chạp còn gọi là tháng củ mật, trùng với tiết tiểu hàn, người tuổi Quý Hợi sinh tháng này, trời sinh phúc lộc đầy mình. Có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có đận khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Quý Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực,
thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.